các cô gái nâng ly trên bàn nhậu giờ đã là chuyện bình thường. Ai uống cứ uống, ai ép cứ ép, ai chúc cứ chúc. Nhưng tàn cuộc, hơn ai hết, những cô gái cần bảo trọng và giữ sự tỉnh táo để không xảy ra những tình huống xấu. Và mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái sang chảnh uống rượu say, được bạn nhậu cho nằm hẳn lên xe đẩy hàng đưa về nhà, đã thu hút được nhiều người. Theo nội dung được đăng tải, cô gái mặc trang phục sang chảnh màu trắng đang nằm vật vã trên xe đẩy hàng. Cô gái được cho là đã say xỉn sau những giây phút vui chơi cùng bạn bè. Sau đó, cô gái được bạn nhậu đặt nằm lên xe kéo hàng, đẩy về tận cổng. Theo đoạn clip được ghi lại, tâm trạng của cô gái chán chường, phạ vật và chẳng màng quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Mình cũng đã từng như thế, nhưng may được bạn đưa về tận nhà, chắc là thất tình mới ra nông nỗi này đây. Sao uống cầm chừng thôi, say như này, khổ mình chứ khổ ai, một số cư dân mạng bình luận. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, đã nhanh chóng nhận về nhiều bình luận của thành viên mạng. Nhiều cô gái nhận ra mình trong đó. Dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng là con gái thì không nên uống quá say, mất kiểm soát, vì sau đó có thể sẽ phát sinh nhiều tình huống xấu khó lường. Còn bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy cùng chia sẻ với phần bình luận nhé!